Đến hẹn đầy lên, cuối năm tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ hợp lệ nở rộ. Hầu hết các hoạt động này diễn ra phức tạp ở các tỉnh thành giáp biên giới. Tại An Giang, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn thuộc khóm Quả Long 4, thị trấn An Châu, lực lượng chống buôn lậu công an huyện Châu Thành phát hiện một xe khách giường nằm chở số lượng lớn dầu gió, dầu nóng có xuất xứ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Lực lượng chức năng tạm giữ số hàng hóa để xử lý theo thẩm quyền. Tổ liên ngành phối hợp cùng công an xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang kiểm tra hộ kinh doanh mua bán phụ tùng xe Honda 7 đà, phát hiện và tạm giữ 600 chai dầu nhớt và 500 phụ tùng xe do nước ngoài sản xuất và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 150 triệu đồng. Làm việc với tổ công tác, chủ cơ sở thừa nhận mua các sản phẩm từ nhiều nơi trên thị trường nên không xuất trình được hóa đơn chứng từ tại thời điểm kiểm tra. Còn đây là số lượng lớn thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện khi kiểm tra công ty Thảo Vũ và Kelly Detox trên địa bàn thành phố Huế. Các sản phẩm gồm thực phẩm giảm cân, cà phê giảm cân, kẹo body tăng mỡ, bột ngũ cốc, trà sữa và một số mặt hàng khác. Theo điều tra ban đầu, hồ sơ công bố chất lượng của các loại sản phẩm này có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 5.700 hộp, tương đương 300.000 gói sản phẩm. Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tổ công tác công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước phát hiện xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông hướng từ huyện Phú Riềng đi Đắk Nông. Có một số nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Người điều khiển xe là Phan Văn Trụ, đi cùng với Phan Hữu Hoàng, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Kiểm tra phía sau cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện hai bao tải màu vàng. Bên trong có chứa các hình hộp, bên ngoài quấn giấy nhiều màu sắc in chữ nước ngoài. Tổng trọng lượng là 49kg. Bước đầu ông Hoàng khai nhận đây là pháo nổ mới mua được của đối tượng tên Nam. Người lái xe là tài xế taxi do Hoàng thuê chở từ Đồng Nai đến Bình Phước. Công an huyện Phú Riềng tạm giữ hai đối tượng cùng tăng vật điều tra.